Mỗi đứa trẻ sinh ra hôm nay, hầu hết đều sẽ sống tới năm 2100. Thật vậy, năm 2100, thế kỷ 22. Tương lai luôn là ẩn số, và cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó. Với tinh thần thích ứng tương lai, Year of Hand, Future Ready Now. Những bước chân khởi đầu. Năm cuối cùng của thế kỷ 20, cái tên Nguyễn Hoàng lần đầu xuất hiện trên con phố Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cửa hàng máy tính phần mềm, nhỏ về mặt diện tích nhưng rộng lớn về khát khao. Mang sức mạnh của công nghệ thông tin và khoa học máy tính vào cuộc sống, sao cho ai cũng có thể chạm tay vào tương lai. Đó là bước khởi đầu của một hành trình, một phần tư thế kỷ phụng sự xã hội. Ngày 9 tháng 7 năm 2003, khai trương siêu thị bán lẻ máy tính và linh kiện máy tính đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 15 tháng 11 năm 2005, bệnh viện máy tính iCare đầu tiên ra đời. Năm 2006, trung tâm dạy nghề tư thục công nghệ thông tin không gian mạng ra đời, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản theo phương châm thực học, thực làm. Sau này, trung tâm được đổi tên thành trường cao đẳng nghề iSpace, cung ứng hàng trăm ngàn nhân sự cho thị trường lao động. Tháng 8 năm 2007, Nguyễn Hoàng đổi mới mô hình quản trị, chuyển sang công ty cổ phần để chào đón các nhân tài trên toàn thế giới tham gia hành trình phụng sự xã hội với tên chính thức là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Hoàng, đồng thời thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới. Ngày 22 tháng 10 năm 2007, nhà máy nghiên cứu và sản xuất máy tính V-Bird cánh chim Việt được khánh thành tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Nguyễn Hoàng được vinh danh top 5 thương hiệu trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. Nhưng con đường kinh doanh chưa bao giờ là bằng phẳng. Nguyễn Hoàng, như tất cả các doanh nghiệp khác trên toàn cầu, đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế 2008. Sức mạnh, ý chí, tinh thần lãnh đạo, khả năng thích ứng cao và quản trị sự thay đổi tốt của ban lãnh đạo đã đưa Nguyễn Hoàng chính thức bén duyên với giáo dục bằng việc mở ngôi trường hội nhập quốc tế đầu tiên tại Rạch Giá, Kiên Giang. Bắt đầu từ đây, Nguyễn Hoàng đặt những dấu chân đầu tiên trên con đường giáo dục, con đường mà Nguyễn Hoàng thuộc về. Con người làm nên tất cả, giáo dục tạo nên con người. Giáo dục chính như một động cơ vĩ đại trong quá trình phát triển cá nhân. Nhờ giáo dục, con gái một người nông dân có thể trở thành bác sĩ. Con trai một người thợ mỏ có thể trở thành chủ nhân của chính khu mỏ đó. Và con cái những người nông dân có thể trở thành tổng thống một quốc gia vĩ đại. Giáo dục là chìa khóa để thay đổi và thành công trong cuộc sống của cá nhân, cộng đồng và xã hội. Với sự tận tâm, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Hoàng đã từng bước mở rộng trải nghiệm, hun đúc kinh nghiệm và tích lũy nội lực dần qua năm tháng. Với triết lý giáo dục nhân bản, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng xác định sứ mệnh đào tạo cho người học trí tuệ, tâm hồn, thể lực và kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm. Trên hành trình trở thành con người hoàn thiện, người học cần hội đủ 5H, đó là Heart, có trái tim biết yêu thương; Head, biết suy nghĩ và tư duy; Hand, biết lao động, làm việc; Health, biết trân quý, giữ gìn sức khỏe; và cuối cùng là Human, trở thành con người toàn diện về tâm, trí, lực. Bằng niềm tin trao đi giá trị, tinh thần thiện chí và lửa quyết tâm, Nguyễn Hoàng đã dần mở rộng bản đồ hệ thống, hiện diện hơn 24 tỉnh thành với gần 60 cơ sở. Và không dừng lại ở đó, Nguyễn Hoàng mong muốn cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục của quốc gia và dân tộc. Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Vì thế, hệ sinh thái giáo dục của Nguyễn Hoàng được khép kín, hoàn thiện từ mầm non đến tiến sĩ. 4 bậc đào tạo K-12 gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, với các chương trình hội nhập quốc tế, song ngữ quốc tế hoàn toàn, với các thương hiệu hệ thống trường mầm non quốc tế Saigon Academy, hệ thống trường hội nhập quốc tế iSchool, hệ thống trường quốc tế song ngữ Học viện Anh Quốc UK Academy, thành phố giáo dục quốc tế IEC và hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ SNA. Nguyễn Hoàng là tập đoàn duy nhất tại Việt Nam sở hữu 5 trường đại học, 1 trường cao đẳng, lần lượt là
Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Hoa Sen, Đại học Gia Định, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, Đại học Công nghệ Miền Đông, Cao đẳng Hoa Sen. Với 13 ngành trình độ cao đẳng, 126 ngành trình độ đại học, bao gồm cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, 24 ngành trình độ thạc sĩ và chuyên khoa 1, 5 ngành trình độ tiến sĩ và chuyên khoa 2. Với hệ sinh thái toàn diện và hơn hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên. Mới đây, ngày 11 tháng 5 năm 2022, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, được vinh dự là một trong 29 thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026 do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Cam kết chất lượng giáo dục đào tạo là yếu tố hàng đầu được Nguyễn Hoàng quan tâm khi dấn thân vào giáo dục. Các trường thành viên của Nguyễn Hoàng đạt 13 kiểm định trong nước theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và 16 kiểm định quốc tế. Nổi bật trong số các trường hệ thống K-12 là trường quốc tế Bắc Mỹ SNA, là một trong 6 trường được tổ chức tú tài IB ủy quyền toàn phần cho cả 3 chương trình PYP, MYP và DP. Đồng thời, SNA cũng đạt kiểm định bởi tổ chức WASS và cũng là thành viên hội đồng các trường quốc tế CIS. Đại học Hoa Sen được công nhận đạt chất lượng quốc tế 4 sao bởi tổ chức QS Star, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam có 5 chương trình đào tạo đạt kiểm định ACBFP, 5 chương trình đào tạo đạt kiểm định AUM và là trường đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định NIAS với chương trình tiếng Anh quốc tế. Đại học Bà Rịa Vũng Tàu được công nhận đạt chất lượng 4 sao bởi QS Star và đạt kiểm định AUN. Đại học Quốc tế Hồng Bàng vinh dự nhận được huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Với quan điểm giáo dục vì giáo dục và sự cộng hưởng của hệ sinh thái giáo dục hoàn thiện, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng là đối tác đáng tin cậy của các tổ chức giáo dục quốc tế khi đến Việt Nam. Như trường Mary Napolis Preparatory School Hoa Kỳ, nhà xuất bản Đại học Oxford Vương quốc Anh, trường du lịch và khách sạn quốc tế Vattel Cộng hòa Pháp, Đại học Humphrey Hoa Kỳ, Đại học Hiroshima Nhật Bản, Đại học Dankook Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc, Đại học Seoul Đài Loan, Hội đồng các trường quốc tế CIS, tổ chức tú tài quốc tế IB, Hội đồng khảo thí âm nhạc quốc gia Australia AMEB. Tập đoàn và các trường thành viên cũng chào đón giảng viên từ 40 quốc gia với sự đa dạng màu da, văn hóa, tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, mang tâm huyết, trí tuệ, tình yêu đến với học sinh, sinh viên Việt Nam để tạo nên một cộng đồng học tập đa sắc màu. Bắt đầu với nền tảng là khoa học máy tính, do đó công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong vận hành hệ thống, quy trình dạy và học, chăm sóc, trải nghiệm cho người học luôn là một trọng tâm của Nguyễn Hoàng từ những ngày đầu tiên. Mục tiêu giáo dục không nhất thiết phải đóng khung trong 4 bức tường, mà có thể thực hiện ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, theo nhu cầu của người học và xu thế phát triển của xã hội. Xin cảm ơn hàng trăm ngàn phụ huynh trên khắp cả nước đã tin tưởng và đồng hành cùng các trường trong hệ thống suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi thấu hiểu mọi hy sinh, chia sẻ những trăn trở của quý vị dành cho con em của mình. Vì trước khi là một nhà giáo dục, chúng tôi cũng là những người cha, người mẹ. Căn tính của con người Nguyễn Hoàng là phục vụ và yêu thương, hay có thể nói là phụng sự trong yêu thương. Trên nền tảng yêu thương, con người Nguyễn Hoàng sẽ lãnh đạo bằng sự phục vụ, giảng dạy bằng sự phục vụ, chăm sóc với tinh thần phục vụ, học tập là để phục vụ, cộng tác là để phục vụ. Hoa trái từ tình yêu thương này chính là những thế hệ học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, tự tin tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực. Nhìn vào số liệu này chúng ta thấy gì? Theo thống kê, năm học 2019-2020, cả nước có hơn 23 triệu học sinh, sinh viên. Đó chính là tương lai của dân tộc Việt Nam. Đi cùng với những ước mơ, khát vọng của thế hệ trẻ, bởi giáo dục không phải chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống. Nếu hôm nay chúng ta dạy học trò những điều giống như đã dạy ngày hôm qua, là chúng ta đang cướp đi tương lai của chúng. Giáo dục phải đi trước thời đại, người làm giáo dục cần thích ứng tương lai. Trong nền giáo dục hướng tới tương lai phát triển bền vững, phương pháp giáo dục nặng tính giáo điều, lý thuyết đã không còn phù hợp nữa. Điều quan trọng là chuẩn bị cho người học một la bàn với 5 giá trị: sáng tạo, yêu thương, chính trực, tôn trọng, kỷ luật. Đây là những điều mà người học cần để phát triển đầy đủ tiềm năng của mình và đóng góp vào sự hạnh tồn của cộng đồng, thế giới. Nguyễn Hoàng gửi trao niềm tin gần 4.000 cán bộ, nhân viên, chính là ban giám hiệu, giảng viên,
giáo viên, nhân viên của các trường, quý thầy cô hãy là chứng nhân cho tinh thần khai phóng, học tập suốt đời và phụng sự cho những mục tiêu cao đẹp. Trong những năm tới, Nguyễn Hoàng mong muốn có thể được phụng sự 1% trong số hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam và quốc tế. Để làm nên những điều vĩ đại, hãy bắt đầu hành động từ những điều bé nhỏ, nhưng với quyết tâm và một tình yêu vĩ đại. Chọn triết lý giáo dục nhân bản, tinh thần khai phóng, lấy con người làm trung tâm, hướng đến tầm nhìn, khẳng định vị thế số 1 trong hệ thống giáo dục tư thục tại Việt Nam, tạo dựng hệ sinh thái giáo dục sáng tạo, toàn diện và đẳng cấp, trở thành thương hiệu giáo dục uy tín trong khu vực và trên thế giới. Mỗi thành viên Nguyễn Hoàng hôm nay hãy hung đúc ý chí và hành động mạnh mẽ. Chỉ bằng con đường hành động, chúng ta mới có thể trải nghiệm và bứt phá mọi giới hạn của bản thân. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. Hành động thích ứng tương lai, phụng sự giáo dục vì giáo dục.